Kiều Tân ngoài ý muốn nhặt được ba viên xuất sắc, kết quả trong xuất sắc lại ẩn chứa một đoạn kinh nghiệm của nguyên chủ nhân, nếu như có thể giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, là có thể đạt được năng lực thần kỳ. Nhưng mà ba viên xuất sắc này lại yêu cầu Kiều Tân thổ lộ một trăm lần. Một trăm lần còn chưa tính, hết lần này tới lần khác vẫn chỉ là cùng một cô gái. Loại phú nhị đại anh Tuấn đẹp trai, tuổi trẻ nhiều tiền như hắn, vạn nhất một em gái không kiên trì được, đáp ứng thì làm sao bây giờ? đến lúc đó là muốn em gái hay là muốn treo? Đó là một câu hỏi triết học. Cái gì? Em gái này tên là Tưởng Nam Tôn. Vậy thì không sao rồi. Tôi muốn tất cả. Xuất sắc của Vi Tiểu Bảo, đàn của lệnh Hồ Xuân, ưng tiêu của Quách Tỉnh, mặt nạ da người của A Chu. Những vật phẩm bình thường không có gì lạ, rồi lại có năng lực thần kỳ này lại lặng lẽ kể ra từng câu chuyện, từng câu chuyện ẩn giấu dưới lịch sử mà theo những vật phẩm có lực lượng thần kỳ này càng ngày càng nhiều, linh khí cũng theo đó dần dần phục hồi. Khi nào đó một ngày, lịch sử bị mọi người lật qua thời điểm, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, Kiều Tân. Dĩ nhiên là trường sinh giả. Từ mấu chốt của tiểu thuyết. Từ thổ lộ tưởng Nam Tôn 100 lần bắt đầu trường sinh vô đạn, từ thổ lộ tưởng Nam Tôn 100 lần bắt đầu trường sinh toàn tập đao loa, từ thổ lộ tưởng Nam Tôn 100 lần bắt đầu trường sinh. Chương 1 Thổ lộ thất bại 100 lần Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác Chương 2 Tiểu thí ngưu đao diễn kỹ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác Chương 3 Thất bại quan hệ hữu nghị Bạn đang nghe tại truyện chấm audio máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 4. Có khách đến cửa. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 4. Có khách tới cửa tiếp đãi khách xong, thời gian đã đến 8 giờ tối. A à, Tân mệt muốn chết rồi sao? Đến, nghỉ ngơi một chút. Nhị đệ tử Lý Phạm cầm nước trà đi tới. Hai đệ tử của Lý Phạm đều là trẻ mồ côi được Lý Phạm nhận nuôi. Lý Nhất và Lý Nhị tên vô cùng đơn giản. Bất quá có chút để Kiều Tân cảm khái chính là, bất luận là Lý Nhất hay là Lý Nhị, đều là tốt. Ít nhất trước mắt mà nói, đối với chuẩn sư đệ như hắn, thái độ của hai người cũng không tệ. Cảm ơn Nhị ca. Kiều Tân nói tiếng cảm ơn, bất quá nhưng cũng không có uống, mà là thừa dịp Lý Nhị không chú ý, đem nước trà rót. Bản thân hắn không thể uống trà. Chủ yếu là uống thì càng khát nước hình như là thể chất dị ứng gì đó. Cho nên đi ra ngoài, hắn chưa bao giờ chạm vào những thứ này. Đang tán gẫu với Lý Nhị, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng phanh xe. Theo tiếng giày cao gót đốc 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 dẫm trên mặt đất xi măng thanh thúy vang lên, một đạo thân ảnh màu đỏ mỹ lệ rời đi vinh bảo trai. Đang nói chuyện phím Lý Nhị cùng Kiều Tân hai mắt tỏa sáng. Đây là một vị bất luận là dáng người hay là hình dạng đều có thể nói là lựa chọn tốt nhất đại mỹ nữ một thân âu phục màu đỏ, phối hợp với đôi môi đỏ mọng lửa bỏng, mái tóc gần sóng như thác nước nghiêng phủ lên đầu vai, một chiếc túi sách hàng hiệu khoác nghiêng trên vai hương, hơn nữa dưới chân còn có một đôi giày cao gót màu đỏ. Thỏa đáng hỏa diễm gợi cảm đại mỹ nữ. Trong lòng Kiều Tân âm thầm so sánh với tưởng Nam Tôn. Quên đi, Nam Tôn học tỷ tuy rằng nhan sắc không sàng như nhau, nhưng dáng người thật sự không bằng vị trước mắt này có lẽ chỉ có một vị hoa khôi khác của trường chu tỏa tỏa học tỷ mới có thể sánh ngang bất quá lại nói tiếp cũng là tiếc nuối kiều tân đến trường học thời điểm chu tỏa tỏa học tỷ đã bắt đầu thực tập ngày thường trên cơ bản sẽ không trở về trường học coi như là trở về cũng không nhất định có thể bị kiều tân gặp gỡ cho nên kiều tân thật đúng là chưa từng thấy qua chu tỏa tỏa nhưng hắn biết người trước mắt tuyệt đối không phải chu tỏa tỏa Tuy rằng khóa chu tỏa là theo phong cách gợi cảm, nhưng kỳ thật khóa chu gia cảnh bình thường, hơn nữa thuộc về loại mượn ở nhà thân thích. Còn không mua nổi một cái túi trên người nữ nhân này. Lý Nhị ánh mắt có chút thẳng. Bất quá cũng may tố chất chuyên nghiệp làm cho Lý Nhị rất nhanh khôi phục lại, dương lên nụ cười, chủ động nên đón. Xin chào, khách hàng xinh đẹp, xin hỏi có thể phục vụ cô cái gì? Ân, ừ, nhìn xem. Mỹ nữ thanh âm có chút khang khang, nhìn trái nhìn phải, tự hồ đối với Vinh Bảo Trai có chút tò mò. Thời điểm nhìn thấy Kiều Tân, nhìn không được hai mắt tỏa sáng. Bất quá để cho mỹ nữ có chút nhíu mày chính là, Kiều Tân tại nhìn thấy nàng sau đó, tự hồ cũng không có đem lực chú ý đặt ở nàng bên này. a à, nam nhân. Trong mắt mỹ nữ hiện lên vẻ khinh thường. Người đàn ông như vậy cô gặp nhiều rồi. Ít nhiều cũng có chút muộn tao. Bình thường đều chỉ len lén đánh giá nàng, Kết quả nàng nhìn qua, lại một bộ dáng chim cút lừa mình dối người. Mỹ nữ có chút khinh bỉ, cho nên tự nhiên cũng càng mặc kệ hắn. Nhìn trái nhìn phải, đi dạo. Jopin đang làm gì vậy? Kiều Tân lúc này đang nhướng mày sợ xúc sắc trong túi, có chút thất thần. Ba viên xúc sắc này cũng sẽ không mất, cho nên Kiều Tân liền dứt khoát để ở bên người. Ngày thường liền nhét ở trong túi áo. Dù sao cũng không lớn nhưng để cho hắn kinh ngạc chính là lúc này ba viên này ngà voi xuất sắc vậy mà tản mát ra nào đó kỳ lạ dao động hơn nữa giống như còn đang âm thầm biến sáng đơn giản kiều tân bởi vì là tới làm công cho nên trên người mặt tương đối dày nhất thời nửa khắc còn không có hiện ra kỳ quái đây là đã xảy ra chuyện gì không đợi kiều tân suy nghĩ cẩn thận trong lúc bất chợt trong lòng khẽ động theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa nương theo một trận tiếng bước chân vang lên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa. Đây là một vị nam nhân trung niên cả người bao vây rất kín, trên mặt đeo kính râm, ngũ quan thấy không rõ lắm. Trên người khoác một chiếc áo bơ màu xám, thoạt nhìn một bộ hình tượng kỳ lạ từ trong phim truyền hình đi ra. Mấu chốt là, sau lưng người đàn ông trung niên này, lại đeo một tấm ván cửa ngắn hình chữ nhật được vải bạc màu đen bao bọc. Mà lúc này, ba viên xuất sắc nhảy lên phản phất càng ngày càng rõ ràng. Tiên sinh ngài khỏe, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngài? Kiều Tân cười ha hả nghênh đón. Bán đàn. Giọng nam nhân tương đối khàn khàn, nghe có chút thô ráp. Kiều Tân cười hỏi. Có thể cho ta xem một chút không? Nhưng. Nói xong, đem đàn sau lưng lấy súng đặt lên bàn. Đợi đến khi đối phương tháo vải bạc màu đen xuống và tránh ra, Kiều Tân lúc này mới tiến lên. Đó là một cây đàn đầu gối. Đó là ấn tượng đầu tiên của Chô Bin. Kiểu dáng đàn cổ thoạt nhìn thập phần bình thường, nguyên liệu dùng cũng không phải đặc biệt đặc thù. Nhưng đây đúng là một cây đàn cổ. Ta có thể bắt đầu sao? Kiều Tân lại hỏi. Nhưng. Kiều Tân lúc này mới tiến lên bất động thanh sắc chạm vào. Một cổ ánh sáng màu vàng nhạt không thể tra ra, từ trên cổ cầm ẩn vào lòng bàn tay Kiều Tân. Kiều Tân trong mắt hiện lên một vòng kinh hỷ, bất quá đến từ xuất sắc diễn xuất, để hắn này một phần kinh hỷ cũng không có bày ra. Hơn nữa bởi vì ánh mắt vẫn đặt ở trên đàn, cho nên cũng không có bị trung niên nhân phát hiện. Kiều Tân tuy rằng kinh hỷ, nhưng cũng không quên công việc của mình. Sau khi tiến hành phán định đơn giản, Kiều Tân ngẩng đầu hô một tiếng. Nhị ca, lại đây trưởng trưởng nhãn. Xin lỗi, giang tiểu thư xin thứ lỗi lý nhị cười cúi người chủ động đi qua mỹ nữ họ giang có chút tò mò đi theo dù sao loại chuyện vừa nhìn đã biết là muốn buôn bán này vẫn rất dọa người lý nhị cười cùng trung niên nam nhân nói hai câu sau đó bắt đầu kiểm tra lên cầm sau một phen kiểm tra lý nhị bất động thanh sắc nhìn đối phương một chút sau đó cười ha hải nhìn về phía kiều tân a à, tân nói xem nhìn Lý Nhị trong mắt hơi khảo giáo ý tứ, Kiều Tân cười cười, giải thích. Đây hẳn là một chiếc đầu gối cầm thời tống, bất quá niên đại cụ thể nhìn không ra, chỉ là đầu gối cầm chất liệu, dùng nguyên liệu đổ ở thứ hai, nhưng trên cầm có hai chữ yến ngữ, hẳn là một vị nữ tử tặng cho người trong lòng vật. Đáng tiếc này cầm tuy rằng niên đại lâu đời, cấp giữ giá trị mặc dù cao, nhưng giá trị thực tế cũng không cao. Giang tiểu thư ở một bên nhìn không được hỏi. Ta nhớ rõ trước đó từng xuất phẩm qua một chiếc càng long cầm, đều bán 14 triệu. Lý Nhị vừa cười vừa nói. Cổ cầm cũng không phải lấy niên đại càng cổ xưa liền giá cả càng cao, cho nên tuy rằng thanh cổ cầm này niên đại càng cổ xưa, nhưng thanh cầm này chỉ là một thanh cổ cầm bình thường mà thôi, giá cả nha. Nói tới đây, Lý Nhị sau khi nhận được đồng ý, lấy tay khẽ vuốt dây đàn một chút. Làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên chính là cây đàn truyền thừa hơn một ngàn năm này, dĩ nhiên âm sắc thanh thúy, thanh âm sáng ngời, giống như tiếng chim hót. Đúng lúc này, từ phía sau đi ra một người. Chính là trai chủ lý phạm của Vinh Bảo Trai. Sư phụ. Lý nhị vội vàng chào hỏi. Hả? Cổ cầm. Lý phạm vui vẻ, cười ha hả thông thả bước lên. Đây là sư phụ ta, chính là trai chủ của Vinh Bảo Trai. Lý nhị giới thiệu. Trung niên nam nhân kia cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn cầm của mình, cũng không biết nghĩ cái gì. Nhìn thoáng qua, Lý Phạm cười hỏi phán đoán của hai người. Sau khi nghe xong, Lý Phạm cười cười, không nói gì. Hết chương này. Chương 5 Yến ngữ đàn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5 Yến ngữ cầm sư phụ, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Lý nhị có chút thấp thỏm không có. Lý Phạm lắc đầu, cười nói. Tiếp tục. Lý Nhị yên lòng, cười nói. Quy củ của Vinh Bảo Trai chúng ta, ít giá công khai, đàn này mặc dù âm sắc không tầm thường, nhưng dù sao cũng không có danh nhân gia trị, cho nên giá cả chỉ khoảng 18 đến 20 cái, bất quá nếu để cho chúng ta thu, chúng ta chỉ có thể đưa ra giá 150 ngàn. Mỹ nữ bên cạnh nhìn không được liếu lưỡi đàn này lúc trước nghe giới thiệu dài như vậy, còn tưởng rằng không được tốt lắm, kết quả một chiếc đàn lại muốn 20 vạn. Kết quả Vinh Bảo Trai lại chỉ nguyện ý 15 vạn thu. Đen quá. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, người ta mở cửa buôn bán, cũng không phải làm từ thiện, cái giá này. Thậm chí có chút hợp lý. Và điều quan trọng là giá thực tế cũng được đưa ra cho nên mỹ nữ trong khoảng thời gian ngắn ngược lại cho rằng nam nhân trung niên chiếm tiện nghi người đàn ông trung niên chần chờ một chút yên lặng gật đầu lý nhị cười đi trước trả tiền chờ người nọ đi rồi mỹ nữ có chút tò mò hỏi lý sư phụ cây đàn này thật sự có nhiều như vậy mấy người cười mà không nói nhìn thấy mấy người không nói lời nào mỹ nữ có chút bất mãn nhưng nơi này cũng không ai nói cho nàng biết chỉ có thể bất mãn rời đi tuy rằng mỹ nữ không mua cái gì nhưng tốt xấu gì cũng đẹp mắt a à. nhìn có chút mất hồn mất vía kiều tân lý phàm cười cười chỉ cho rằng kiều tân là bởi vì coi trọng người ta suy nghĩ một chút lý phàm vẫn khuyên một câu a à tân lý sư phụ đó là đại tiểu thư giang lai của giang thị ma đô đừng nghĩ nữa a a h lý sư phụ ta không nhớ nàng ta nghĩ chính là cầm kia À, làm sao? Động tâm rồi. Từ Kiều Tân có chút ngượng ngùng nói. Cầm kia ta nhìn thấy cũng có chút thích. À, nếu ngươi muốn, 15 vạn ta sẽ bán ngươi. Như vậy, ta cho 20 vạn, cũng không thể để cho ngài vất vả vô ích một chuyến, không có quy củ như vậy. Kiều Tân vội vàng chạy đi tìm Lý Nhị tính tiền. Lý Nhị vẻ mặt hoang đường nhìn Kiều Tân. A à, Tân A, à, ngươi có nhiều tiền như vậy, còn chạy tới làm công làm gì lý phạm cũng có chút dở khóc dở cười vốn còn tưởng rằng kiều tân là gia đình khó khăn làm thêm tiết kiệm học kết quả ai biết người ta dĩ nhiên là thể nghiệm cuộc sống tiền này là tiền mừng tuổi của tôi tôi còn là sinh viên làm gì có thu nhập kiều tân lý đương nhiên nói chật chật lý phạm càng thêm hài lòng kiều tân là phú nhị đại không sai nhưng lại không có những tật xấu của phú nhị đại khác. Ngược lại có chút làm cho người ta hâm mộ. Gia giáo của Kiều Gia ngược lại không tệ. Trả tiền và Dô Binh vui vẻ nhận được chiếc đàn đầu gối này. Lý nhị tới, chính là vì thay ca. Vì vậy, sau khi bàn giao, Dô Binh đã nghỉ việc. Ở lại một lúc, Kiều Tân cầm đàn đầu gối đi đến cửa hàng đàn bên đường. Mua một hộp đàn, cất kỹ đầu gối, sau đó vui vẻ trở về trở lại ký túc xá, cùng mấy người bạn cùng phòng nói chêm chọc cười nửa ngày, lúc này mới đi rửa mặt. Bất quá sau khi trở về, Kiều Tân cũng có chút đau đầu. Cây đàn này dù sao cũng là nhạc cụ, đêm hôm khuya khoắt, lại ở ký túc xá, hiển nhiên có chút quấy nhiễu dân chúng. Hãy thuê một căn nhà vào ngày mai. Trong lòng hiện lên ý niệm này. Đối với Kiều Tân muốn dọn ra ngoài, tuy rằng phòng ngủ người có chút không nở, nhưng vẫn là lựa chọn ủng hộ người dẫn đường kiều tân thông báo một tiếng sau đó đi thuê phòng lúc chuyển nhà là mấy người bạn cùng phòng giúp đỡ đương nhiên mọi người lại ăn một bữa sau đó định ra một tháng rảnh rỗi sẽ tụ tập một chút một phen lăn qua lăn lại đã là ba ngày sau kiều tân tiễn bước mọi người lúc này mới có thời gian xem xét bảo vật mới trải qua mấy ngày này tâm tâm niệm niệm kiều tân cảm giác loại này giống như đào bảo đồng dạng cảm xúc càng ngày càng nồng đầm chính mình thậm chí có chút quá mức vội vàng bình tĩnh tâm thần sau đó hít thở sâu vài cái lúc này mới khiến tâm thần bình ổn hơn rất nhiều sau đó mở hộp đàn kéo vải bạc màu đen xuống ngón tay nhẹ nhàng phật động dây đàn nương theo sự quen thuộc trước mắt tối sầm bất quá khi kiều tân tỉnh táo lại thời điểm hắn xuất hiện địa phương dĩ nhiên là một tòa cổ kính trúc lư trước xung quanh là một đám đông khổng lồ đám người này mơ hồ chia làm hai nhóm một nhóm lấy trang phục thư sinh trường nhiễm trung niên nhân trong tay một thanh trường kiếm làm chủ một nhóm lấy một vị lão nhân tóc tai to mặt mũi đầy râu ria cầm trong tay cửu hoàng kim đao cầm đầu trong lòng khẽ động kiều tân mơ hồ đoán được thân phận của bọn họ đặc sắc rõ ràng như thế hơn nửa thời gian địa điểm này xem ra hẳn là lệnh hồ sung trong tiếu ngạo giang hồ bởi vì tiếu ngạo giang hồ khúc phổ mà bị hoài nghi tư tàn trừ tà kiếm pháp, bị sư phụ, thông gia lâm gia vương gia hoài nghi, từ đó tìm được chuyện sư lục trúc ông vùng ngoại ô lạc dương đến bình luận. Bởi vì là lần đầu tiên góc nhìn đi trải qua những chuyện xưa này, cho nên Kiều Tân có chút không được tự nhiên. Bất quá rất nhanh, hắn liền nghe được bên tai vang lên tiếng đàn. Rất nhanh, nương theo tiếng đàn vang lên, Kiều Tân trước mắt sáng ngời, cẩn thận lắng nghe. Tốt xấu gì cũng coi như là gia học sâu xa, Kiều Tân đối với cầm luật một đạo không nói rõ ràng trong lòng đi, tốt xấu gì cũng dốt đặt cán mai. Được rồi, anh ta không hiểu. Tuy rằng không hiểu, nhưng tiếng đàn này. Đầu tiên là lục trúc ông, nhưng mà cầm lực của hắn không cao, chỉ là đánh đàn vài cái, dây đàn liền đứt. Sau đó lại mời ra cô cô. Ban đầu tấu cùng lục trúc ông giống nhau, càng về sau càng chuyển càng cao, cầm vận kia dĩ nhiên lý hiểm như an, cử trọng như khinh, không tốn chút sức liền chuyển đi. Bài hát này khi thì dõng dạc, khi thì ôn nhu lịch sự tao nhã, ngươi mặc dù không rõ nhạc lý, nhưng lại cảm thấy giai điệu mà vị cô cô này tấu bình thản trung chính, khiến người ta nghe chỉ cảm thấy vẻ đẹp của âm nhạc. Tấu thật lâu, cầm vận dần chậm lại, tựa hồ nhạc âm không ngừng đi xa, ngược lại giống như người tấu đàn đi ra hơn 10 trượng, lại đi ra ngoài mấy dặm rất nhỏ không thể nghe thấy nữa một khúc thôi kịch bản tiếp tục nhưng tâm thần cả người kiều tân lại ngưng tụ ở một khúc vừa rồi chỉ cảm giác dục còn chưa hết lại tràn đầy tiếc nuối trong trí nhớ hoảng hốt một làn điệu so với một khúc hiện tại càng làm cho người ta kinh diễm hơn dĩ nhiên theo trí nhớ mà chảy xuôi khi giai điệu dừng lại kiều tân lại phát giác mình bất tri bất giác khóc khi hắn tỉnh lại mới biết được sư phụ sư nương đám người rời đi. Sau đó lệnh hồ sung theo cô cô bắt đầu học đàn. Lần học này, chính là tháng giêng. Một tháng sau, cô cô đem yến ngữ cầm tặng, từ đó về sau, hai người lại gặp nhau giang hồ, nhưng cũng là hồi lâu sau. Yến ngữ cầm làm bạn với lệnh hồ sung cả đời. Đứng ở góc nhìn thứ nhất phía trên, Kiều Tân đem lệnh hồ sung cả đời nhét vào đáy mắt. Hắn không thể thay đổi được gì người chỉ có thể lấy góc nhìn của người thứ ba, đi trải qua hết thảy trong sách. Hết thảy. Thật giống như thật sự xảy ra trước mắt mình vậy. Đấy Tây Hồ, Thiếu Lâm Tự, Ngũ Nhạc Đại Hội, Hát Mộc Nhai. Cuối cùng, sau khi lệnh Hồ Xuân và nhậm doanh doanh cùng hát Tiếu Ngạo Giang Hồ, tất cả cảnh tượng hoàn toàn biến mất. Phim nhỏ xong rồi. Kiều Tân trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí có chút miệng khô lưỡi khô. Tự rót cho mình một ly nước, đồng thời tiết núi dĩ nhiên không có bổng ngô. Ngay tại Kiều Tân cảm thấy miệng khô lưỡi khô thời điểm, trong lúc bất chợt cảm giác đang điền chỗ dĩ nhiên dâng lên một đoạn ấm áp nhiệt lưu. Là nội lực. Kiều Tân đã sớm ở trong phim nhỏ sử dụng nội lực, trong nháy mắt phản ứng lại. Bất quá khi hắn thử tu luyện cổ nội lực này, lại mới phát hiện, mình thậm chí ngay cả công pháp nội lực bình thường nhất cũng không biết. Lắc đầu, Kiều Tân có chút tiếc nuối xem ra trọng phần thưởng là làm không được. Hiện tại, đến lúc nhìn xem, để lệnh hồ sung tiết núi chuyện cả đời rốt cuộc là cái gì? Kiều Tân thử dùng nội lực lúc trước ngoài ý muốn đạt được tiếp xúc với Yến Ngữ cầm một chút. Theo cảm giác quen thuộc truyền đến, Kiều Tân trước mắt lần nữa tối sầm. Khi hắn tỉnh táo lại, trước mặt lại xuất hiện một bóng người rõ ràng. Chính là chấp niệm của lệnh hồ sung. So với vi tiểu bảo, lệnh hồ xuân còn có bài diện hơn nhiều chẳng những nhìn qua so với vi tiểu bảo càng thêm chân thật hơn nữa cũng giống như chân nhân càng thêm máu chốt kiều tân nhìn thấy lệnh hồ xuân liền giống như vi tiểu bảo đồng dạng chính là hắn trong nội dung vở kịch tuổi trẻ bộ dáng ngươi chính là thiên mệnh nhân sao lệnh hồ xuân đánh giá từ trên xuống dưới có chút tò mò hỏi nhưng mà không đợi kiều tân muốn hỏi rõ ràng cái gì chỉ thấy cổ kia quỷ dị hắc sắc hỏa diễm lại toát ra sau đó trong khoảnh khắc đem tàn niệm của lệnh hồ sung thiêu đốt hầu như không còn. Kiều Tân ngẩn người, chần chờ một chút, sau đó có chút thoải mái. Thực lực của lệnh hồ sung. Kỳ thật chủ yếu là ở trên kiếm thuật. Nội công của hắn ngược lại cũng không xuất chúng. Tuy rằng hắn tu hành dịch cân kinh, nhưng thời gian hắn học quá ngắn. Mãi cho đến khi tiếu ngạo giang hồ kết thúc, thời gian hắn tu hành cũng chỉ bất quá hai năm nội lực tu hành lúc trước cùng với nội lực hút tới của hấp tinh đại pháp đều bị toàn bộ hóa đi. Cho nên có thể nói hắn tương đương với trùng tu. Cho dù lệnh hồ sung thiên tư trác tuyệt, trong thời gian một, hai năm có thể tu thành cái gì? Chẳng lẽ còn có thể một năm chống đỡ được người khác mười năm? Nếu lệnh hồ sung thật sự có phần thiên tư này, phái hoa sơn làm sao có thể cô đơn? Lão nhạc tội gì phải bỏ qua đồ đệ này, chạy đi học cái gì mà trừ tạ kiếm phổ? cho nên dưới tình huống đại khái, cũng chỉ là nội lực 2, 3 năm mà thôi. Về phần nói hậu kỳ sức chiến đấu vì sao mạnh? Tự nhiên là bởi vì hắn tu hành độc cô cửu kiếm lợi hại. Bất quá ký ức trong chấp niệm là bắt đầu từ ngõ lục trúc, khi đó lệnh hộ sung đã học được độc cô cửu kiếm. Tuy rằng Kiều Tân Đại Khái biết một ít chiêu thức, nhưng hắn không biết vận kinh pháp môn, tự nhiên không cách nào được nhìn trộm toàn cảnh. Bất quá! duy nhất để kiều tân cảm thấy kinh hỷ cũng là hắn học được dịch cân kinh trong chấp niệm đối với dịch cân kinh hết thảy tất cả đều giảng giải ra kiều tân cũng rốt cuộc có thể chính thức tu luyện cái rắm dịch cân kinh là một môn võ công rất tà môn nếu ham muốn võ công tiến bộ vọng tưởng lợi dụng tiến hành tu luyện võ công vậy tuyệt đối sẽ phí thời gian cả đời không hề tiến bộ nhưng nếu như ngươi không chủ động đi tu luyện thuận theo tự nhiên như vậy môn võ công này mới có thể dần dần cất bước. Liền ngay cả trong nguyên tác lệnh hồ sung đều không có tu hành thành công, nội lực mãi cho đến cuối cùng cũng như củ cũ rác rưởi một nhóm, kiều tân một người bình thường như thế nào tu luyện. Hơn nữa mấu chốt là phương chính lừa trọc năm đó chỉ đáp ứng nhằm doanh doanh truyền thụ cho lệnh hồ sung biện pháp giải quyết chân khí dị chủng, nhưng những biện pháp khác thì sao? Hiển nhiên là không thể truyền thụ. Nói cách khác, lệnh hồ xung học được chỉ là có thể hóa giải tự thân dị chủng nội lực phương thức, cũng không phải hoàn chỉnh dịch cân kinh. Cho nên cho dù tu tập, ngoại trừ trở thành một cái nội lực dự trữ khí công cụ người ở ngoài, cũng không có gì trứng tác dụng. Hết chương này. Chương 6 Sông Lai Buồn Rầu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 Nỗi khổ của Giang Lai Thoạt nhìn, giống như Kiều Tân hai lần này khen thưởng đều không được tốt lắm nhưng Kiều Tân mơ hồ cảm giác, nhận thức của mình như vậy là sai lầm. Nhưng rốt cuộc sai ở chỗ nào, rồi lại trong khoảng thời gian ngắn cũng không rõ ràng lắm. Bất quá sau khi hắn nghe, hiểu yêu cầu của Yến Nữ cầm, ánh mắt Kiều Tân thoáng dại ra nhìn đầu gối cầm trước mắt, khóe miệng hơi co giật. Ngươi làm như vậy, vợ ngươi biết không? Kiều Tân thật sự có chút hết chỗ nói. Bởi vì lệnh hồ sung yêu cầu cầm yến ngữ này lại thập phần kỳ quái nó lại yêu cầu Kiều Tân lớn tiếng nói ba tiếng anh yêu em với một cô gái có tài sản xa xỉ. Mà thân ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu Kiều Tân, dĩ nhiên không phải tưởng Nam Tôn thổ lộ một trăm ngày, mà là vị đại tiểu thư Giang Gia Giang Lai vừa mới gặp mặt kia. Trong lòng lọc bộp một tiếng, trên mặt Kiều Tân lộ ra vẻ chua xót. Có trời mới biết đàn này có điên hay không? Đối với một cô gái hoàn toàn xa lạ, thậm chí không quen biết, hơn nữa còn là một siêu cấp phú nhị đại liên tục hô ba tiếng Anh yêu em. Sợ không phải bị người lập tức báo cảnh sát bắt. Lệnh hồ sung này không có bệnh gì nặng chứ. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, Kiều Tân rồi lại phiền muộn phát hiện. Chuyện này e rằng là thật. Lệnh hồ sung tiêu sái cả đời, nhưng nửa đời trước của hắn tuyệt đối là nghẹn khuất cùng buồn khổ. Hắn muốn tiêu sái, vui vẻ giang hồ. Nhưng hiện thực lại nói cho hắn biết, Chính phải dối trá, nhân vật phản diện cuồng vọng. Giang hồ này đều cá mè một lứa. Tiểu sư mũi hắn yêu mến thay lòng đổi dạ, rồi lại chịu khổ đâm sau lưng, trờ mắt nhìn nhạc linh sang chết ở trong lòng hắn. Tuy rằng sau này bị tình cảm của nhậm doanh doanh đã động, nhưng bất luận là lệnh hồ sung hay là nhậm doanh doanh đều biết, trong lòng lệnh hồ sung, kỳ thật vẫn luôn có một nơi, chủ nhân của nơi đó. Tên là nhạc linh sang cho nên lệnh hồ sung đem chính mình thủy chung không cách nào cố lấy dũng khí đối trong lòng người nói ra ba chữ ta yêu ngươi cũng là đương nhiên đứng lên kiều tân tuy rằng có thể lý giải lệnh hồ sung nhưng hiện tại khó chịu chính là hắn a không ngờ ngươi là không cần tại tất cả mọi người trước mặt mất mặt đúng không nhìn trước mắt này yên tĩnh dị thường đầu gối cầm kiều tân kia kêu một cái buồn bực hắn liền kỳ quái như thế nào những bảo vật này một đám yêu cầu đều kỳ quái như vậy Kiều Tân thử dò hỏi. Đổi thành tưởng Nam Tôn Sư Tỷ cũng được, tính cách của Nam Tôn Sư Tỷ. Được rồi, đúng là không giống nhạc Linh Sang, nhưng Giang Lai cũng không giống. Yến Ngữ cầm. Nếu anh không trả lời, tôi coi như anh đồng ý, Kiều Tân cao giọng hỏi. Kết quả. Yến Ngữ cầm đột nhiên sáng lên hai cái. Kiều Tân tức giận đến thiếu chút nữa đem cây đàn này đập vỡ. Cầm cỏ ngươi mẹ nó quá đáng a à, kiều tân tức giận đến đau gan thằng khốn này còn mẹ nó nhận chết gian lai nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút để kiều tân cảm thấy sẩn gai ốc chính là trong trí nhớ vừa mới xem qua tiểu điện ảnh bên trong nhạc linh sang hình tượng vậy mà quỷ dị thay thế thành gian lai mặt này mẹ nó thích hợp sao kiều tân thật sự có chút vô lực chăm chọc tuy rằng hắn cũng biết tính cách nhạc linh sang càng thêm gần gũi gian lai đều là từ nhỏ được nuông chiều từ bé đều là điêu ngoa tùy hứng cũng đều rất đáng yêu một con ma tại sao hắn lại cho rằng giang lai rất đáng yêu ngươi nếu lại ảnh hưởng ta ta liền đem ngươi ném vào trong máy gỗ vụn vật lý tiêu diệt ngươi a à? yến ngữ cầm che trắng, đối mặt với một cây đàn đầu gối chỉ biết nhận thức tử lý này kiều tân thật sự bất đắc dĩ thật ra nếu không liên tục thổ lộ chuyện của tưởng nam tôn một trăm ngày trước nếu thật sự nói với giang lai ba tiếng anh yêu em cũng không phải không được dù sao giang lai cũng rất xinh đẹp dáng người cũng rất đẹp nhưng vấn đề là không có nếu như tuy rằng chuyện kiều tân theo đuổi tưởng nam tôn cũng chỉ truyền bá trong phạm vi nhỏ nhưng nếu nhớ không lầm tưởng nam tôn hẳn là biết giang lai dù sao vòng luẩn quẩn của ma đô nhỏ như vậy tưởng nam tôn là một phú nhị đại tiểu thư khuê cát quen biết một vị phú nhị đại cao cấp như giang lai có gì kỳ quái chứ huống chi dung mạo hai người lại không phân cao thấp mỗi người một vẻ cho dù không quen biết nhưng hai người cũng nhất định đã nghe nói qua tên của nhau loại danh viện thiên kim hào môn này vốn cũng rất nhỏ lại đều là một chỗ nếu không biết tình hình gần đây của đối phương chỉ sợ thật đúng là rất khó khăn cho nên dưới tình huống như vậy kiều tân tùy tiện chạy tới thổ lộ giang lai kết quả chỉ sợ cũng không phải là phổ phổ toàn bộ bị hành hung một trận đơn giản như vậy tưởng nam tôn là thiên kim đại tiểu thư giang lai người ta thì không phải hoàn toàn ngược lại mãi cho đến cuối tập kịch giang lai cũng là một vị thiên kim đại tiểu thư mà tưởng nam tôn lại lạc lối tuy rằng cái này cùng hai người gặp gỡ có quan hệ nhưng cũng bởi vậy có thể thấy được giữa hai người chênh lệch vẫn là rất lớn người đàn ông tưởng nam tôn không cần người ta đường đường là đại tiểu thư giang gia còn muốn người khinh thường giang lai hay là khinh thường tất cả phú nhị đại cũng rất đau đầu kiều tân ông mi tâm chỉ cảm thấy một trận im lặng bất quá đang rầu rĩ kiều tân trong lúc bất chợt nghĩ tới cái gì tại sao giang lai lại xuất hiện ở vinh bảo trai có phải cô muốn mua đồ cổ gì không làm phú nhị đại như các nàng Cũng chỉ có dưới tình huống tặng lễ Mới có thể chú ý cái gọi là đồ cổ đi Kiều Tân nghĩ tới nghĩ lui nửa ngày Mới phát hiện chỉ có một tình huống như vậy Mới có thể làm cho gian lai đường đường Là một phú nhị đại yêu đương chạy tới phố cổ đào bảo Chỉ là không biết nàng có muốn cầm đầu gối hay không Yến ngữ cầm rung lẫy bẫy Kiều Tân không để ý tới đầu gối cầm rất có linh tính này Mà bắt đầu phân tích gian lai người này Hiển nhiên sau khi thử thay đổi mục tiêu không có kết quả muốn đạt được phần thưởng cũng chỉ có thể thử công lược gian lai chỉ hy vọng vị thiên kim đại tiểu thư này không quá khó làm mới tốt nghĩ tới đây kiều tân liền một trận đau đầu hắn cũng không phải tình thánh làm sao có thể hiểu được nữ hài tử xem ra có chút bận rộn trọn vẹn điều tra ba ngày kiều tân mới chỉnh lý ra một ít hình tượng gian lai ở bên ngoài đầu tiên Giang Lai là một cô gái vô cùng điêu hoa tùy hứng, vô cùng oai hùng hiên ngang. Hoặc là nói có thể dùng từ liệt để hình dung. Một hình thức diễn xuất, quần áo phục sức đều thích liệt nữ tử hồng hồng hỏa hỏa. Một chàng trai trẻ đẹp trai đang theo đuổi cô. Nghe nói là phú nhị đại nào đó. Có tin đồn nói anh trai Giang Lai Giang Hạo không dường như không hài lòng với tiểu tử kia, cho nên vẫn phái người cản trở song phương nhưng tính cách Giang Lai rất mạnh mẽ. đang cùng Giang Hạo Khôn đánh lôi đài. đây là tin tức Kiều Tân có thể hiểu được nhiều nhất. về phần người trẻ tuổi theo đuổi Giang Lai kia là ai, thân gia Giang Lai cùng với Giang gia sau lưng Giang Lai là gia tộc gì, hắn cũng không rõ ràng lắm. chỉ biết Giang Hạo Khôn là một vị thương nhân thành công, gần đây thường xuyên mang theo dung mạo khí thế, dáng người cao gầy xuất chúng, bạn gái tham dự các loại trường hợp, xem ra tựa hồ có dự định công khai. Không, loại phú hào như hắn, hành động như vậy đã tương đương với công khai rồi chứ. Chỉ là một buổi lễ đính hôn. Đương nhiên, tuy rằng chỉ kém một bước này, nhưng muốn hoàn thành, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian. Như vậy, chuyện này có liên quan gì đến Giang Lai mua đồ cổ? Chẳng lẽ Giang Lai còn muốn lấy lòng chị dâu tương lai của cô, sau đó mua đồ cổ tặng cho cô? Nhưng tuổi của Giang Hạo không cũng không lớn lắm chứ? Dưới tình huống hơn 30 tuổi, bạn gái của anh cũng không thể 4, 50 tuổi chứ. Cho nên xác suất đại khái cũng chỉ 30, thậm chí 18 cũng có thể. Ở tuổi này có thích đồ cổ không? Nếu như không phải cô thích, chẳng lẽ là người nhà Giang Lai? Đúng rồi. Chỉ có là tặng cho người nhà, nàng loại này siêu cấp phú nhị đại mới có thể chạy tới tự mình chọn lựa. Như vậy căn cứ vào tin tức phân tích hiện có, có phải trưởng bối nhà cô sắp sinh nhật, để có thể giành được sự ủng hộ của gia tộc trong cuộc đấu tranh với Giang Hạo Khôn, Giang Lai mới có thể tới mua đồ cổ. Dù sao thế hệ trước đều thích loại đồ cổ có ý nghĩa này. Tiền hay không tiền ngã vào thứ hai, mấu chốt là có ý nghĩa, lão nhân gia thích. Giả sử suy đoán này được giữ vững. Như vậy Giang Lai Đại Khái sẽ tặng cái gì đây? Nếu là trưởng bối gia tộc, hẳn không phải là cha mẹ các loại mặc dù không nghe ngóng được tin tức của cha mẹ giang lai nhưng lấy tình huống anh em bọn họ cãi nhau căng thẳng như thế cha mẹ bọn họ hẳn là đều không có ở đây chỉ có cha mẹ bọn họ đều không ở đây thế hệ trước mới không thể nhúng tay vào loại chuyện này dù sao giang gia hiện tại là do giang hạo khôn làm chủ đó có phải là ông bà của họ không rất có thể nếu là ông bà nội vậy quà tặng hẳn là quan âm ngọc phật các loại dù sao gian gia cũng là nhà phú hào gian hạo khôn cũng không đến mức không hiếu thuận chứ những thứ khác đối với gia đình phú hào thật đúng là không phải vật hiếm là gì chỉ có loại ngọc phật quan âm đồ cổ này mới là lão nhân gia thích tặng lễ cũng có thể lấy ra được tốt nhất là loại tự mình đào được thì càng tốt kiều tân gãi gãi đầu chỉ cảm thấy có chút khó giải quyết ngọc phật quan âm không ít đồ cổ cũng không khó nhưng muốn mình sửa mái nhà dột hơn nữa đạt được, cơ hồ cùng đầm rồng hang hổ không có gì khác nhau. Dô chìm vào suy nghĩ. Ngay khi Kiều Tân hết đường xoay sở, Giang Lai gần đây cũng thập phần khổ não. Gần đây bởi vì Giang Hạo không muốn công khai đính hôn với Cam Kính, Giang Lai gần đây thập phần phiền não. Cô vẫn cho rằng, Cam Kính cũng không phải là một người phụ nữ tốt. Hai người từ nhỏ đã cùng anh trai lớn lên trong cô nhi viện, Giang Lai đối với anh trai mình kỳ thật là có một loại cảm giác anh cả như cha. Cho nên Giang Lai thập phần không hy vọng anh trai mình sẽ thích một người phụ nữ ham tiền. Nhưng mà Giang Hạo không lại bị quỷ ám, nhất định phải cưới người phụ nữ mà cô không để ý tới. Hết lần này tới lần khác gia nghiệp Giang Gia đều do Giang Hạo không đánh xuống. Giang Lai tuy rằng không đau lòng, nhưng anh trai nhà mình thế nào cũng không chịu nghe liền làm cho người ta hết sức đau đầu điều này khiến giang lai vô cùng khổ não gần đây lão viện trưởng cô nhi viện tổ chức sinh nhật là người giám hộ thời thơ ấu của hai người ân tình của lão viện trưởng đối với hai người rất nặng giang lai đã muốn mời lão viện trưởng làm chủ không cho anh trai mình cưới cam kính lão viện trưởng không có sở thích gì chỉ là thích kỳ thạch không phải loại ngọc thạch đắt tiền như vậy mà là kỳ thạch rất nhiều tảng đá kỳ lạ cổ quái trải qua một đôi diệu thủ của lão viện trưởng, lại có thể khắc ra các loại hình tượng trong rất sống động. Khi còn bé, Giang Lai vô cùng sùng bái, chính là lão viện trưởng khéo tay. Cho nên mấy ngày nay, Giang Lai đi khắp toàn bộ cửa hàng đồ cổ Ma Đô, chính là vì có thể tự tay đào được một khối kỳ thạch. Nhưng nó quá khó. Kỳ thạch. Loại đá nào có thể tính là kỳ thạch đây? Trong kiến thức đồ cổ có hạng của Giang Lai, tảng đá đẹp chính là kỳ thạch hòn đá cổ xưa chính là kỳ thạch nhưng mà hết lần này tới lần khác mấy ngày hôm trước lúc ở vinh bảo trai lại bị chủ tiệm nói cho biết cũng không phải đồ vật càng cổ xưa cũng lại càng đáng giá đồng thời giang lai cũng tận mắt chứng kiến sự ra đời của một giao dịch đàn cổ sau đó trải qua hỏi thăm lấy nàng biết chiếc kia đường triều cầm bởi vì không có người tên cho nên phân định lên phi thường phiền toái giá trị không cao nhưng coi như là như thế cái kia một trương cầm cũng giá trị 30 vạn. 15 vạn mua vào, 30 vạn bán đi. Trọng vẹn gấp đôi. Khủng bố như vậy. Hết chương này. Chương 7. Chi phí chung du lịch. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 7. Công phí du lịch nhưng đó là đồ cổ. Đây cũng chính là cây đàn tên là tiếng ngữ kia không nổi danh, không cách nào định nghĩa chủ nhân trước là ai nếu không giá của cây đàn này tuyệt đối phải tăng lên gấp mấy lần. Trong giới đồ cổ, vẫn luôn tràn ngập hai loại tình huống gây chú ý và sửa nhà dột. Giống như hai cực, khiến vô số người điên cuồng mê muội Hưởng thụ sự kích động của Phất Nhanh. Bất quá gian lai đối với đồ cổ cũng không có hứng thú gì. Nếu không là vì tặng lễ cho lão viện trưởng, nàng cũng sẽ không tới bên này. Nhưng mắt nhìn sinh nhật lão viện trưởng sắp tới, lại thủy chung tìm không thấy tảng đá có thể xưng là kỳ, điều này hiển nhiên làm cho Giang Lai cảm thấy thập phần quể oải. Ngay khi Giang Lai cảm thấy uể oải, Trần Phóng gọi điện thoại tới. Trần Phóng là một vị phượng hoàng nam. Gần đây theo đuổi Giang Lai. Cảm quan của Giang Lai đối với Trần Phóng cũng không tệ. Một chàng trai phấn đấu, thú vị, đẹp trai. Nhắc tới đẹp trai, trong lúc bất chợt trong đầu hiện ra vị nhân viên cửa hàng trẻ tuổi mấy ngày hôm trước ở vinh bảo trai nhìn thấy phục hồi tinh thần lại giang lai không khỏi cảm thấy có chút buồn cười cô làm sao vậy lại chảy nước miếng với một anh chàng đẹp trai xa lạ chẳng lẽ là gần đây phát hỏa dẫn đến mất cân đối nội tiết mặc dù trong lòng đang miên man suy nghĩ nhưng giang lai vẫn nhận điện thoại đạt lệnh giọng trần phóng vang lên cười ha hả nói nhớ tôi không muốn tìm tôi có chuyện gì cũng may đã sớm quen với sự trực tiếp của giang lai trần phóng vừa cười vừa nói gần đây không phải cậu đang tìm kỳ thạch sao phỉ thúy nguyên thạch hai mắt giang lai sáng ngời đúng vậy à ngươi mua về một khối phỉ thúy nguyên thạch trở về cho lão viện trưởng hắn không chừng liền đáp ứng ngươi lại nói đây là một cái đại hình đấu giá hội cũng không phải chỉ có phỉ thúy nguyên thạch cho nên không chừng còn có cái khác kỳ thạch tới, ngươi tới sao? Được. Giang Lai đương nhiên sẽ không từ tuyệt. Vậy tôi sắp xếp chỗ ở cho cô. Yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ đưa hóa đơn cho cô. Trần Phóng cười nói. À, vẫn là ngươi hiểu ta, được, ta đây liền trực tiếp đi. Gặp mặt nói chuyện, yêu em. Từ Giang Lai đáp một tiếng, cười ha hả cúp điện thoại. Gọi điện thoại cho tài xế bảo anh ta đặt vé máy bay đi thăm quyến nhanh nhất cho mình. Lúc này, Kiều Tân đang ở trong lớp. Đây là một bài học của người hướng dẫn. Bất quá đại đa số bạn học kỳ thật đều đang vụng trộm đánh giá Kiều Tân. Trải qua 100 ngày thổ lộ kiên trì trước đó, để Kiều Tân nhảy lên trở thành nhân vật phong vân của toàn bộ học viện kiến trúc Ma Đô. Tuy rằng cuối cùng cũng không thành công ông được mỹ nhân về. Nhưng kiên trì như thế, nghị lực như thế, tự nhiên làm cho một đám bạn học các học tỷ cùng khóa tâm trì hướng về dù sao bọn họ bây giờ vẫn là sinh viên trong tháp ngà còn chưa trải qua lễ rửa tội của xã hội còn lưu lại sự hồn nhiên của sinh viên đại học hoặc là nói rõ ràng ngu xuẩn đạo diễn hiển nhiên cũng biết kiều tân cho nên trong lớp gọi kiều tân trả lời mấy vấn đề không ngờ kiến thức cơ bản của kiều tân lại vô cùng vững chắc điều này không thể nghi ngờ làm cho đạo diễn thập phần thưởng thức tan học đạo viên gọi kiều tân chuẩn bị rời đi lại kiều tân theo tôi đến văn phòng một chút tốt đạo viên cho nguyên bản phòng ngủ các bạn cùng phòng một cái ánh mắt an tâm kiều tân theo đạo viên đi văn phòng trong phòng học phía sau lập tức truyền đến một mảnh tiếng ồn ào đi tới văn phòng đạo viên tô sướng ngồi vào văn phòng trên ghế nhìn thấy kiều tân đang nhìn mình cười ha hả nói đừng khẩn trương có chuyện tốt sau đó từ trong ngăn kéo bàn lấy ra một phần tài liệu sau khi xác nhận không sai đưa cho kiều tân kiều tân hai tay tiếp nhận trong mắt tô sướng hiện lên một nụ cười hài lòng tuy rằng tô sướng chỉ lớn hơn kiều tân hơn năm sáu tuổi nghiêm túc mà nói xem như người cùng thế hệ thế nhưng tô sướng là đạo viên cũng chính là lão sư kiều tân cung kính như thế hiển nhiên cũng làm cho tô sướng thập phần hài lòng Gần đây Dương Châu bên kia có một tòa khảo cổ giới mới phát hiện, nghe nói là thời Thanh Khang Hy Di chỉ, gần đây hấp dẫn một nhóm học thuật giới chuyên gia đi tới, trường học chúng ta phân đến một cái danh ngạch, là do Phó Hiệu trưởng Lý Quốc đóng lý chủ nhiệm dẫn đội, những người khác đi theo đi qua gặp mặt, biểu hiện thật tốt, đừng làm ta mất mặt. Dạ. Sướng tỷ Kiều Tân làm bộ làm tịch thi lễ. À, được rồi, thời gian là thứ bảy, cũng chính là 8 giờ sáng ngày mốt, tiền xe tiền trọ đều có trường học chi trả coi như đi du lịch cũng tốt vâng ha ha được rồi trở về chuẩn bị đi tô sướng vừa cười vừa nói cam đoan hoàn thành nhiệm vụ kiều tân làm quái lần nữa hành lễ nói nhìn bóng lưng kiều tân rời đi trên mặt tô sướng hiện ra nụ cười thần bí không biết sáng thứ bảy hắn nhìn thấy người đồng hành có thể giật nảy mình hay không tô sướng ác thú nghĩ thời gian rất nhanh đã đến cuối tuần. Dô Bin thức dậy sớm. Vốn định để Yến Ngữ cầm ở nhà. Dù sao thứ này quá lớn, có chút không tiện lắm. Đáng tiếc Yến Ngữ cầm lại không ngừng lóe lên. Kiều Tân lo lắng chọc người hoài nghi, chỉ có thể bất đắc dĩ đem Yến Ngữ cầm bỏ vào trong hộp đàn, sau đó cổng ở trên lưng. Dương Châu cách Ma Đô không xa, lái xe 3 giờ, xe lửa hơn 2 giờ là đến cho nên ngay cả đồ dùng vệ sinh cá nhân cũng không cần dù sao đến lúc đó cũng ở khách sạn nếu thật sự không được thì đi mua một bộ là được rồi tuy rằng trong ngày thường tiêu phí tương đối tiết kiệm nhưng kiều tân cũng không phải loại kia khấu trường người về chất lượng cuộc sống vẫn có một chút tồn tại gia phong tuy rằng tôn trọng tiết kiệm nhưng chất lượng cuộc sống của mình không thể mất hơn nữa cũng không có bao nhiêu tiền cùng lắm thì mang về là được rồi tất nhiên, chủ yếu là trắc trối. dù sao trên người đeo hộp đàn, nếu như lại cầm bao lớn bao nhỏ cũng quá phiền toái. đi tới địa điểm hẹn ước, kiều tân mới phát hiện mình dĩ nhiên là người đầu tiên đến. hắn cũng không ngoài ý muốn. dù sao hắn chưa từng có thói quen để cho người khác chờ đợi. đến sớm hơn nửa tiếng cũng rất bình thường. đang chờ, đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi mình. là kiều tân học đệ phải không? Một giọng nữ hơi có vẻ anh khí vang lên phía sau. Kiều Tân xoay người, sau đó có chút kinh ngạc. Người tới dĩ nhiên là một vị tướng mạo anh khí, dáng người không tầm thường cao gầy mỹ nữ. Trong lòng khẽ động, nhìn trước mắt minh diễm động lòng người mỹ nữ, Kiều Tân thăm dò hỏi. "Chu Tỏa Tỏa học tỷ. Ngươi vậy mà biết ta?" Chu Tỏa Tỏa có chút kinh ngạc, như cười như không trêu ghẹo nói. "Sẽ không phải là định theo đuổi ta chứ?" học tỷ nói đùa kiều tân cười cười thập phần hào phóng mà nói vẫn nghe nói học tỷ là trường học chúng ta khóa này hoa khôi một trong nhưng vẫn không có duyên nhìn thấy chính thức giới thiệu một chút ta gọi kiều tân năm nhất kiến trúc cổ tân sinh à ngươi nhìn xem còn nghiêm túc lên thật không có ý nghĩa chu tỏa tỏa có chút thất vọng nguyên bản còn tưởng rằng có thể nhìn thấy kiều tân thất kinh biểu tình kết quả ai ngờ Người ta lại tự nhiên hào phóng như thế, ngược lại cô có vẻ hơi quá đáng. Nghĩ tới đây, Chu Tỏa Tỏa nghiêm mặt nói. "Vậy ta cũng chính thức giới thiệu một chút, ta là Chu Tỏa Tỏa, đại tứ cổ kiến." Hai người bắt tay. Để Chu Tỏa Tỏa có chút ngoại ý muốn bốn, Kiều Tân dĩ nhiên chỉ nắm nửa chưởng. Hiển nhiên, đây là một hành động rất dễ dàng khiến cho nữ hài tử đưa tới hảo cảm. Bởi vì Lý Quốc đóng còn chưa tới, hai người tự nhiên bắt đầu nói chuyện phím. Chị Chu. Ai nha, cái gì chưa học tỷ, khó nghe muốn chết, gọi ta tỏa tỏa tỷ là được rồi. Chu tỏa tỏa cười ha hả nói. Được rồi, tỏa tỏa tỷ, ta nghe nói ngươi trước kia từng ngừng học. Lúc này Kiều Tân, liền phản phất một vị gặp minh tinh nghệ sĩ sau đó, muốn liền vài lời cầu hỏi phan nhỏ đồng dạng. Chu tỏa tỏa cười cười, vô cùng sảng khoái gật đầu. Đúng vậy, nhưng sau đó thầy Lý Quốc Đống vẫn kéo em về. Chu Tỏa Tỏa cảm khái nói. Bin chớp mắt, gật đầu như có điều suy nghĩ. Là hoa khôi của trường, không có riêng tư cá nhân. Chu Tỏa Tỏa coi như là một kỳ hoa của hệ kiến trúc Mado. Sở dĩ nói là kỳ quái, là bởi vì Chu Tỏa Tỏa ngày thường thời gian ở trường học rất ít. Cô đến trường chủ yếu là thăm Lý Quốc Đống và tưởng Nam Tôn. Ngày thường đều bận rộn làm việc nghe nói điều kiện gia đình cô không tốt lắm, ở nhờ nhà mợ. Cho nên mặc dù là học sinh học viện kiến trúc Mado, nhưng trong sân trường cũng rất ít nhìn thấy bóng dáng của nàng. Lại nghĩ đến mỗi lần mình đi tìm tưởng nam tôn thổ lộ đều là ban ngày, cho nên không gặp được chu tỏa tỏa cũng rất bình thường. Bất quá cứ như vậy, ngược lại làm cho Kiều Tân thập phần khâm phục. Một cô gái, còn làm việc ở xí nghiệp nước ngoài liên doanh Trung Nhật, nhất định rất vất vả. Nhưng vị sư tỷ này rất thích cười. Trên mặt cô vẫn luôn tràn đầy một loại xinh đẹp khỏe mạnh như ánh mặt trời. Điều kiện phần cứng của bản thân bày ra ở chỗ này, tính cách cá nhân cũng là minh diễm hào phóng, thân thiết thẳng thắn, nữ hài tử như vậy cũng không trách có thể được xưng là một trong hai đại hoa khôi của trường. Hơn nữa thần kỳ chính là, phan nữ của học tỷ Chu tỏa tỏa lại vượt xa học tỷ tưởng Nam Tôn, cũng là một chuyện khiến người ta cảm thấy vô cùng thú vị. Thế nào vẫn nhìn tôi làm gì? Có phải yêu tôi rồi không? Chu tỏa tỏa cười ha hả trêu ghẹo nói. Kiều Tân dở khóc dở cười giải thích nói. Ta chỉ là rốt cục hiểu được, ngươi tại sao lại là chúng ta trường học hoa khôi trường. Vậy. Chu tỏa tỏa đảo mắt, vẻ mặt cười xấu xa hỏi. So với Nam Tôn thế nào? Ách. Xuân Lan thu cúc, mỗi người một việc. Kiều Tân nghĩ nghĩ, đưa ra một đáp án không được, nhất định phải có một cái tốt, một cái xấu, ta đây là cái kia tốt hay là cái kia xấu, chu tỏa tỏa trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, cười xấu xa trêu ghẹo nói. Cái này. Kiều Tân bất đắc dĩ. Nói tưởng Nam Tôn đi, chu tỏa tỏa có thể không muốn. Nhưng nói chu tỏa tỏa đi, vậy trước đó hắn theo đuổi tưởng Nam Tôn một trăm ngày không phải là đang hồ nháo sao? Đến lúc đó truyền ra ngoài, hắn thành tiểu nhân thấy sắc vong nghĩa tình huống hai đầu này thật sự là khóa lại ngươi lại làm khó người một tiếng giận dữ ôn nhu vang lên sau lưng kiều tân kiều tân xoay người nhìn hóa ra là tưởng nam tôn chị tưởng chị cũng muốn đi sao kiều tân ngẩng người nhìn tưởng nam tôn hắn làm sao cũng không nghĩ tới lại gặp được tưởng nam tôn trong trường hợp như vậy tuy kiều tân để tay lên ngực tự hỏi mình đối với tưởng Nam Tôn cũng không phải thật sự có tiết mục nhất kiến chung tình. Dù sau đó cũng chỉ là diễn kịch. Nhưng giờ phút này gặp lại, hiển nhiên có chút xấu hổ. Chu Tỏa Tỏa cười trêu ghẹo nói. Ngươi cho rằng ngươi một cái lông tỉnh trạng nguyên cũng rất lợi hại. Nam Tôn chúng ta cũng không kém A, à hàng năm đệ nhất, công nhận học bá. Khóa lại. Tưởng Nam Tôn đối mặt với lời trêu chọc của bạn thân, lại ở trước mặt Kiều Tân, Hiển nhiên có chút xấu hổ. Tuy rằng trong lòng nàng cũng đối với Kiều Tân cũng không có cảm giác gì. Nhưng giờ này khắc này, hai người lại có chút xấu hổ. Dù sao. Chuyện giữa hai người, cho dù đương sự không để ý, nhưng người ngoài thì sao. Nói cho cùng, tất cả mọi người đều là tục nhân mà thôi. Hết chương này. Chương 8 Khách sạn luyện đàn Bạn đang nghe tại truyện.audio không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 9 Lý giáo sư dự định Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 9 Dự định của giáo sư Lý Bích tiêu ngâm nguyên bản đương nhiên sẽ không thôi miên. Nhưng ai cho phép vô bin kế thừa ngón tay và dây đàn của lệnh hồ sung? Cái cảnh giới này cầm kỹ, tuy rằng trước đó bởi vì Kiều Tân cũng không quen thuộc cây đàn này duyên cớ, dẫn đến không cách nào phát huy ra thực lực chân thật, có thể ngay cả nguyên bản thực lực một phần trăm thậm chí một phần ngàn đều không có cho nên mới nghe có vẻ lộn xộn cũng không có gì khác biệt với ngũ âm không đầy đủ nhưng là theo độ thuần thuộc gia tăng kiều tân dần dần thích ứng cây đàn này về sau thực lực chân chính cũng theo đó bày ra văn lầm lẫn giả dối nhưng trong trí nhớ lại trở thành khúc nhạc chân chính khúc nhạc trống trải khiến người ta tỉnh tư có một cảm giác yên tĩnh làm cho người ta thư giãn. Nói cách khác, hiệu ứng thôi miên xuất hiện. Kiều Tân cũng không phải từ không đến có, mà là vốn là kế thừa cảnh giới lệnh hồ sung chỉ cùng huyền hóa, sau đó từng chút từng chút tăng thêm độ thuần thục. Sau khi độ thuần thục của ca khúc này đầy, tự nhiên thể hiện ra hiệu quả liền phi thường nổi bật. Tốc độ học tập cũng không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Cho nên, mặc dù chỉ là nửa giờ, cũng đã học được khúc nhạc này. Đương nhiên, tốc độ này đối với một gã cao thủ cầm kỹ chân chính chỉ cùng huyền hóa mà nói, tuyệt đối coi như chậm. Nhưng cân nhắc đến Kiều Tân cũng là lần đầu tiên đánh đàn, tốc độ này cũng coi như khả quan. Hoặc là nói, biến thái. Đến nhà hàng cùng Tô Sướng đi chọn cơm trưa. Bởi vì là tiệc buffet, cho nên phân lượng 10 phần. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân chi phí, cho nên Sơn Hào Hải vị ngược lại không ít. Hai người dạo một vòng trở về, lúc này mới phát hiện Lý Quốc Đống đã sớm đến. Tô Sướng thập phần chân chó đi tới hỗ trợ, Kiều Tân nhìn một chút, không có lại gần. Đạo diễn nhà mình là nghiên cứu sinh của giáo sư Lý, lấy lòng giáo viên nhà mình một chút thì sao? Đặt ở cổ đại, đây chính là sư phụ. Như sư như phụ. Đương nhiên, cũng là bởi vì Lý giáo sư trâu bò. Lúc trước xuất phát từ tò mò, Kiều Tân còn tra qua Lý giáo sư một ít tư liệu rồi bị sốc. Giáo sư Lý là chuyên gia về kiến trúc cổ trong nước. Là chuyên gia, không phải chuyên gia gạch. Ý anh là sao? Nếu như nói phương diện kiến trúc cổ là một kết cấu kim tự tháp, như vậy giáo sư Lý chính là đứng ở đỉnh cao nhất của toàn bộ kiến trúc cổ kim tự tháp. Cái đó. Đúng vậy, hắn chính là mạnh nhất. Đại lão như vậy, cũng khó trách sẽ đạt được cơ hội như thế, cũng khó trách đạo diễn nhà mình chân chó như thế đang lúc Kiều Tân thổn thức, tưởng Nam Tôn và Chu Tỏa Tỏa cũng tới. Kỳ thật Tô Sướng Vốn đã gọi hai nàng trước. Bất quá ai bảo nữ hài tử ra ngoài khó tránh khỏi có chút phiền toái. Cho nên lúc này mới đến. Cũng may giáo sư Lý làm người ôn hòa, cũng không vì vậy mà tức giận, cười ha hả chào hỏi, rồi bắt đầu ăn cơm. Giáo sư Lý dường như có chút truyền thống trên người. Cho nên lúc ăn cơm cũng không muốn nói chuyện. Tô Sướng vội vàng lấy lòng đạo sư nhà mình, tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời. Tưởng Nam Tôn và Chu Tỏa Tỏa tốt xấu gì cũng là mỹ nữ, luôn luôn tao nhã. Kiều Tân từ nhỏ được giáo dục, cũng đều là ăn không nói, ngủ không nói. Cho nên bàn này tuy đông người, nhưng lại vô cùng yên tĩnh. Bất quá bộ dáng ăn cơm của mấy người ngược lại rất thú vị. Lúc ăn cơm Lý Quốc đóng thích làm nguội đồ ăn rồi mới ăn, cho nên ăn rất chậm tô sướng học theo, bất quá đôi khi nóng nảy cũng sẽ bắt đầu. Nhưng lúc này, lại thường thường nhìn lén Lý Quốc đóng một cái, sau đó chột dạ buông tay xuống, tiếp tục dùng đũa phấn đấu. Tưởng Nam Tôn chính là bộ dáng tiểu thư khuê các mười phần. Nhai kỹ nuốt chậm, thuộc nữ mười phần phong cách. Chu tỏa tỏa thì là thập phân tán mạng, tướng ngồi cũng không quá đẹp mắt. Nhưng thắng ở chỗ nhan sắc của bản thân đang online, nhìn cô ăn cơm, chân chính ứng với câu tú sắc khả thực kia ngược lại là kiều tân nhìn kiều tân không nói hai lời huyễn hai chén cơm lớn sau đó còn muốn lại đi lấy tô sướng nhìn không được hỏi ngươi là heo sao khụ lý quốc đóng ho một cái sau đó trừng mắt nhìn tô sướng tô sướng bất mãn không nói lời nào kiều tân có chút xấu hổ dừng bước trong khoảng thời gian ngắn vậy mà đi cũng không được không đi cũng không được không cần để ý, chàng trai trẻ, vận động nhiều, lượng cơm ăn lớn là chuyện bình thường. Lý Quốc đóng cười ha hả giải vây. Kiều Tân thở phào nhẹ nhõm, cười nói cảm ơn, vội vàng chạy đi mua cơm. Lão sư, ta cảm giác ta bị vứt bỏ. Tô sướng ở một bên bất mãn lầm bầm. Tưởng Nam Tôn và Chu Tỏa Tỏa bên cạnh cười trộm. Lý Quốc đóng dở khóc dở cười trừng mắt liếc Tô sướng một cái, nhưng nhìn thân ảnh Kiều Tân, ngược lại như có điều suy nghĩ ai tô sướng thở dài trong lòng một trận phiền não đạo sư nhà mình coi trọng một sinh viên năm nhất cái này cũng có chút làm cho người ta khó chịu học sinh của mình trở thành sư đệ của mình cái này gọi là chuyện gì a à? tưởng nam tôn và chu tỏa tỏa ở một bên liếc nhau đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt nhau tại sao hiệu trưởng lý quốc đóng lại đối xử khác với kiều tân chẳng lẽ vị phú nhị đại sư đệ này có bối cảnh đặc thù gì sao loại khách sạn năm sau này theo lý mà nói hiệu quả cách âm hẳn là thập phần không tệ nhưng tiếng đàn của kiều tân vẫn truyền ra ngoài phòng của hai người tưởng chu ở tận cùng bên trong phòng của kiều tân ở tận cùng bên ngoài cho nên tiếng đàn của kiều tân cũng không có truyền tới hai người bên kia ngược lại lý quốc đóng cùng tô sướng rõ ràng nghe được tiếng đàn Tô Sướng nghe xong chỉ cảm thấy thôi miên. Nhưng Lý Quốc Đống là một nhân vật cấp đại sư trong lĩnh vực kiến trúc cổ, hắn tự nhiên cũng hiểu cầm kỳ thư họa. Hắn có thể rõ ràng nghe hiểu, Kiều Tân một tay cầm âm đến cùng đạt tới cảnh giới gì. Hơn nữa nếu lúc trước ý bảo Kiều Tân cũng đi theo, tự nhiên là đối với gia đình Kiều Tân có hiểu biết. Cũng chính bởi vì như thế, Lý Quốc Đống mới có thể nảy sinh ý tưởng thu Kiều Tân làm đệ tử. Tất nhiên, bây giờ nó được gọi là gradut kỳ thật cũng không phải kiều tân ở lĩnh vực kiến trúc cổ có nghiên cứu mang tính đột phá gì mà là đơn thuần kiều tân gia có tiền nghe có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng đó là sự thật kiến trúc cổ lĩnh vực này nhiệt tình yêu thương là không đủ có tài năng cũng không đủ có tiền mới là mấu chốt nghe có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng kỳ thật đây mới là sự thật Bất cứ ngành nghề nào, tri thức học được vĩnh viễn cũng chỉ là tri thức. Bạn muốn thông hiểu đạo lý, điều đầu tiên là tiêu tiền. Chẳng những phải bồi dưỡng thẩm mỹ bản thân, còn phải hiểu rõ đủ loại môn đạo. Cầm kỳ thư họa đây đều là đường nhỏ, chơi mới là chính đồ. Cái chơi này cũng không phải là tiểu hài tử nhảy máy bay, mà là tích lũy tri thức lịch sử thật sự. Cái gì mà khúc hồ lô, lồng chim, bát khúc? mặt khác còn có ngũ hành bát quái kỳ môn độn giáp phong thủy dị thuật thậm chí còn phải học y học thuật dù sao ngươi có thể nghĩ đến không nghĩ tới kiến trúc cổ đều phải học tại sao bởi vì bản thân kiến trúc cổ chính là một môn học vô cùng tổng hợp khác với kiến trúc hiện đại và kiến trúc phương tây kiến trúc cổ đại của nước ta cũng không phải bố trí đơn giản như vậy là được còn có rất nhiều môn khiếu ví dụ như phong thủy, ví dụ như ngụ ý. Nhưng mà những thứ này nhiều vô số gặp lại, đều muốn tiền. Mặc dù có chút tầm thường, nhưng muốn học tốt kiến trúc cổ, không có tài chính nhất định ủng hộ, là làm không được. Đây là một môn học phức tạp và phức tạp hơn cả y học đơn thuần. Hơn nữa thậm chí còn bao gồm một bộ phận ngành tâm lý học y dược. Cho nên ngươi sẽ biết tại sao Lý Quốc đóng lại phi thường coi trọng Kiều Tân. Đương nhiên, trong đội ngũ hôm nay mang đến ngoại trừ tô sướng và chu tỏa tỏa một đối tượng khác mà lý quốc đóng ngưỡng mộ chính là tưởng nam tôn điều kiện gia đình tưởng nam tôn cũng không tệ từ nhỏ lại được bồi dưỡng theo kiểu tiểu thư khuê các điển hình cho nên tri thức tích lũy cùng với điều kiện gia đình của cô đều đủ để ủng hộ cô càng thêm đi sâu vào môn học này bất quá làm cho lý quốc đóng có chút tiếc nuối chính là lúc trước sau khi hắn cùng tưởng nam tôn hàn huyên một chút tưởng nam tôn lại nói nàng đã đáp ứng giáo sư động của nàng, đến lúc đó thiên nhiên cứu sinh của hắn. Điều này cũng làm cho Lý Quốc Đống có chút mất mát nho nhỏ. Lão động người nọ hắn tự nhiên biết. Là một giáo sư cơ có kinh nghiệm rất sâu trong trường. Mặc dù trong giới học thuật không bằng mình, nhưng Lý Quốc Đống thu đệ tử cũng chú ý một cái tùy duyên. Nếu tưởng Nam Tôn không muốn, Lý Quốc Đống đương nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Về phần chu tỏa, hay là quên đi nha đầu kia bây giờ còn rất môn cũng không biết năm nay có thể lấy được bằng tốt nghiệp hay không nghĩ tới đây lý quốc đóng nhìn chu tỏa tỏa đang cùng tưởng nam tôn cắn tai thì thầm trong lòng thở dài tuy rằng lúc trước cưỡng ép giữ nha đầu này ở lại trường học nhưng cuối cùng chỉ là để cho nha đầu kia giữ lại một cái bằng đại học mà thôi mà công việc của nha đầu này nhưng hoàn toàn không liên quan đến ngành xây dựng cô ấy chạy đi bán hàng cũng được mỗi người đều có chí riêng không thể cưỡng cầu kiều tân tại trọn vẹn chạy ba lần sau đó mới tại người chung quanh một mặt gặp quỷ biểu tình bên trong thoải mái ăn xong cuối cùng một miếng cơm kiều tân ngươi không sao chứ ngay cả một mực lấy lòng lý quốc đóng tô sướng đều hoảng sợ quan tâm hỏi muốn hay không đi bệnh viện à không có gì đệm lót là đủ rồi kiều tân cười ha hả giải thích những người khác Kiều Tân lúc này mới hậu tri hậu giác nhận ra sức ăn của mình giống như thật sự có chút lớn, gãi đầu một cái, dứt khoát không để ý tới sức ăn lớn là tất nhiên sau khi tập võ, tuy rằng dịch cân kinh chỉ là một phần tàn chương, hơn nữa phương thức tu hành tương đối kỳ quái, nhưng dù sao đây cũng là một môn nội công tâm pháp thập phần cao thâm, theo tu hành càng ngày càng đề cao yêu cầu đối với năng lượng hiển nhiên thập phần hà khắc mà cái gọi là năng lượng, tự nhiên là dùng ăn để đạt được. Chuyển hóa thức ăn thành cái gọi là nội lực. Từ đó đề cao thực lực bản thân. Đây cũng là nguyên nhân vì sao người tập võ lượng cơm ăn lớn. Dù sao chỉ có ăn càng nhiều đồ vật mới có thể đạt được càng nhiều năng lượng. Đơn Thuần có thể ăn lại không thể khơi thông, vậy kết quả chính là bệnh béo phì. Đơn Thuần khơi thông lại không thể ăn, sẽ nhập không bằng xuất, bệnh nguy kịch cho nên có thể ăn cùng tập võ kỳ thật là bằng nhau đương nhiên nếu thật sự không thể ăn có tiền cũng có thể cái gì mà nhân sâm linh chi cái gì mà thiên tài địa bảo chỉ cần có thể đề cao nội lực chính là tinh phẩm đáng tiếc chính là lệnh hồ sung chỉ là một cái giang hồ lãng tử cũng không biết loại này luyện đan thuật cho nên cho dù thật sự đạt được thiên tài địa bảo nào đó xác suất đại khái cũng chỉ là một nguồn nuốt hết nhưng mà làm như vậy hiển nhiên thập phần lãng phí, nếu như đem chế thành đan dược, như vậy chẳng những hiệu quả sẽ tăng lên, hơn nữa máu chốt còn có thể đạt được càng nhiều. Bất quá hiện tại nhân sâm hoang dã cơ hồ đã tuyệt tích, nhân sâm đơn thuần dựa vào nhân công bồi dưỡng dược lực quá kém. Không biết có bảo vật chấp niệm nào liên quan đến bình nhất chỉ, hồ thanh ngưu hay không. Hết chương này. Chương 10. Khang Hy trong năm di chỉ cầu đuổi độc bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 51 Bạch Cung, nếu có, có thể cân nhắc bồi dưỡng dược liệu nhân tạo. Một là tự mình dùng, một là có thể dùng để kiếm tiền. Dù sao đan dược này vốn là một kiện sinh ý món lại kết sù phi thường kiếm tiền. Lại nói tiếp cũng làm cho người ta thổn thức. Loại đại y này hiện tại phỏng chừng đã không còn. Một cái giấy phép y sư liền đem đại bộ phận đại y đều ấn chết. Nhưng mà ai cũng biết, đông y căn bản không thể dùng cái gì để đo lường lấy một cảm mạo ấm áp bình thường mà nói trung y khác nhau có phương thuốc khác nhau phương thuốc khác nhau lại có dược hiệu và thời gian khác nhau chi phí cũng khác nhau dưới tình huống bất đồng như thế làm sao có thể quy phạm một cái cảm lạnh ấm áp đều như thế vậy những cái khác thì sao đừng quên cảm lạnh cũng có thể chia làm hai loại nóng và lạnh bản thân nó lại là một môn học lớn. Cho nên cái gọi là đông y chế thức hiện tại chính là làm bậy. Trong lòng nghĩ đến việc vặt vảnh, Kiều Tân khó tránh khỏi có chút phân tâm. Cho đến khi nghe được bên tai truyền đến tiếng gọi của Tô Sướng. Tỉnh lại. Đi rồi. a à, ồ, Kiều Tân phục hồi tinh thần, có chút không biết xấu hổ mà xin lỗi. Đạo diễn, xin lỗi, thất thần. Nghĩ gì vậy? Mê mẩn như vậy giấy phép bác sĩ kiều tân ăn ngay nói thật tô sướng không có gì chỉ là cảm khái hiện tại trung y không được à biết là tốt rồi đừng đi học viện y học đỡ bị người ta đánh tô sướng gật gật đầu thuận miệng nói kiều tân rất nhanh mọi người lên xe đương nhiên vẫn là vị trí lúc trước ngồi nguyên bản kiều tân còn tưởng rằng nếu là di chỉ hẳn là ở ngoại ô kết quả không nghĩ tới chính là lúc này đây di chỉ dĩ nhiên là ở phố xá sầm uất khu chẳng những kiều tân cảm thấy kinh ngạc ngay cả tô sướng cũng có chút nghi hoặc lão sư lúc này đây di chỉ dĩ nhiên là ở phố xá sầm uất khu tô sướng một bên lái xe một bên tò mò hỏi ừ lý quốc đóng đáp một tiếng sau đó cười nói đến nơi ngươi sẽ hiểu mọi người trong lúc nghi hoặc rất nhanh đã đến nơi tại một đoạn đường phụng hoa nào đó ở dương châu thành đã bị cách ly nhìn thấy năm người đi tới nhân viên công tác nên đón người nào xin chào ta là ma đô kiến trúc học viện đạo viên tô sướng vị này là của ta lão sư lý quốc đóng lý giáo sư những này cũng là lý giáo sư học sinh tô sướng lấy ra văn kiện đưa cho nhân viên công tác nhân viên công tác nhìn kỹ lập tức cười nâng vành đai cách ly lên thì ra là giáo sư Lý, ngài đã tới rồi, mau mời vào. Năm người lục tục đi vào. Mấy người vừa mới đi vào, một người trẻ tuổi đã đi tới. Chào giáo sư Lý. Người thanh niên nhìn thấy Lý Quốc Đống, tinh thần phấn chấn, vội vàng nên đón. Xin chào. Lý Quốc Đống cười gật đầu, xem như đã gặp qua. Ánh mắt người trẻ tuổi rơi xuống phía sau Lý Quốc Đống. Khi nhìn thấy tưởng Nam Tôn và Chu Tỏa Tỏa, hai mắt sáng ngời. Theo bản năng, vậy mà bắt đầu sửa sang lại cổ áo. Kiều Tân công công khóe miệng, ánh mắt nhìn sang một bên. Hắn sợ chính mình cười ra. Ngay khi tưởng Nam Tôn và Chu Tỏa Tỏa vẻ mặt khó hiểu, trong phòng một đám người truyền đến một tiếng hỏi. Gỗ già đến rồi sao? Lão tử quỷ, ngươi còn chưa chết à, Lý Quốc đóng cười trêu ghẹo nói. Tô sướng thấp giọng giải thích cho mấy người đó là bạn học kim bạn cũ của thầy, cũng là người nổi tiếng trong nghề. Mấy người hiểu rõ. Dù sao với địa vị của giáo sư Lý trong giới học thuật, kết giao hiển nhiên không phải là gà yếu đuối gì. C. Người chết ta cũng sẽ không chết, lời còn chưa dứt, một cái trên người mặc quần áo phòng hộ lão nhân đi ra. Lão sư. Người trẻ tuổi kia vội vàng nghênh đón. Từ, đồ đệ của tôi, Triệu Tuấn Sinh. Ông lão giải thích với giáo sư Lý vừa nói vừa tháo mặt nạ xuống lộ ra một khuôn mặt thập phần già nua thế nhưng cảm giác so với lý giáo sư tuổi còn lớn hơn giáo sư lý cười giới thiệu đây là chu kiến quốc chủ yếu là ngôn ngữ học chào giáo sư chu ba tiểu bối hành lễ nói ha ha chào mọi người chu kiến quốc cười gật đầu bây giờ thế nào lý quốc đóng trực tiếp hỏi chính sự kiểm tra sơ bộ là thời Khang Hy. Lâu như vậy sao? Lý Quốc Đống có chút kinh ngạc. Cổ đại đa số lấy gỗ kết cấu làm chủ, thời gian trôi qua dài như vậy, dĩ nhiên còn có, hơn nữa còn là ở phố xá sầm uất khu. Cái này rất kỳ quái. Hắc, quên đi, ngươi đi vào sẽ biết. Chu Kiến Quốc cười khổ nói. Lúc này xem như náo loạn lớn rồi. Lý Quốc Đống có chút kỳ quái nhìn thoáng qua bạn cũ không biết tại sao hắn lại có loại cảm xúc này. Mà Kiều Tân phía sau, khi nghe nói dĩ nhiên là thời Khang Hy, lông mày nhẹ nhàng nhướng lên. Theo bản năng, sờ sờ ba viên xuất sắc trong túi. Đúng lúc này, tự hồ cảm ứng được cái gì, ba viên xuất sắc cũng hơi nóng lên. Cũng may bây giờ là ban ngày ban mặt, lại có quần áo che chắn, cho nên ngược lại không ai chú ý tới. Các ngươi chờ bên ngoài một chút, ta vào xem lý quốc đóng mặc dù có chút khó hiểu nhưng cuối cùng vẫn mặc đồ phòng hộ vào đi vào một đám người xấu hổ mà không mất lễ phép đứng ở một bên qua năm phút đồng hồ lý quốc đóng đi ra một bên tháo mặt nạ bảo hộ một bên cảm khái vạn phần sư phụ tô sướng thấp giọng hỏi ừ đã xác định rồi phong cách đúng là thời khang hy lý quốc đóng cười nói hẳn là một gia đình giàu có diện tích không nhỏ giáo sư lý kiều tân nhịn không được hỏi nơi này về sau sẽ như thế nào dù sao cũng là di chỉ sau này sẽ xây thành viện bảo tàng lý quốc đóng cười nói muốn vào xem sao ừ kiều tân gật gật đầu nơi này dù sao cũng không phải do tôi phụ trách tôi đi hỏi một chút lý giáo sư cười giải thích lý giáo sư sau khi đi Triệu Tuấn Sinh chủ động mở miệng nói ra. Xin lỗi ba vị đồng học, nơi này dù sao cũng là vừa mới khai quật, cho nên không thể đi vào quá nhiều người, nhưng là... Chô Binh thậm chí không nhìn anh ta. Vậy chúng ta đi dạo một bên là được rồi. Chu Tỏa Tỏa chủ động đứng ra nói. Triệu Tuấn Sinh còn muốn nói gì đó, nhưng Chu Tỏa Tỏa đã kéo tưởng Nam Tôn ra ngoài khu cách ly. Kiều Tân cũng lặng lẽ đuổi theo chỉ để lại người nào đó trong gió hỗn độn. Nam Tôn, ngươi tin hay không, hắn vừa mới muốn nói là chúng ta có thể đi vào, nhưng người nào đó không được. Jovin nở một nụ cười rạng rỡ và khỏe mạnh. Học tỷ, ta có chút khác nước, các ngươi muốn uống cái gì sao? Kiều Tân hỏi. Buổi trưa có chút buồn ngủ. Cho tôi một lon hồng ngưu, cho Nam Tôn một chai đường cao tốc dinh dưỡng. Khóa lại, tưởng Nam tôn có chút im lặng, có liên quan gì đến cô ấy? Còn nữa, tại sao phải mua cho cô loại đường cao tốc dinh dưỡng gì? Chu tỏa tỏa từ trong túi áo móc ra một trương hai mươi, đưa cho Kiều Tân. sư tỷ, người đây không phải đánh mặt ta sao? Kiều Tân có chút bất đắc dĩ. ít thôi. anh cũng không phải bạn trai em, dựa vào cái gì bắt anh tiêu tiền? em không muốn bị anh tán tỉnh. khóa lại tưởng nam tôn vẻ mặt hoang đường kéo khóa người này càng nói càng đi quá xa ai nhà được rồi được rồi đi nhanh đi tiền còn lại tính tiền qua của anh sư tỷ vậy cũng quá nhiều tôi lại không có tiền lẻ hơn nữa anh không phải muốn thêm uy chát của tôi chứ chu tỏa tỏa vẻ mặt chế nhạo hỏi sau đó thần bí hề hề nói vậy cũng không thể ở trước mặt nam tôn a chúng ta lén lút lén lút nói xong, còn ném cho Kiều Tân một cái mị nhãn. Tưởng Nam Tôn đã hoàn toàn hết chỗ nói. Trực tiếp xoay người đi, mặc kệ nàng. Kiều Tân mỉm cười. Biết chu tỏa tỏa chỉ là đang trêu chọc bạn thân nhà mình. Nhận tiền, xoay người đi đến cửa hàng. Tuy rằng con phố này bị phong tỏa, nhưng cách con phố bên cạnh cũng không xa, với tốc độ của hắn, 5 phút đã trở lại. Bất quá khi Kiều Tân trở về, mới phát hiện triệu tuấn sinh kia lại cuốn lấy kiều tân lắc đầu mang theo một hộp trà sữa đi tới nguyên bản vẻ mặt bất đắc dĩ chu tỏa tại thấy được kiều tân về sau trước mắt không khỏi sáng ngời chỉ là sau khi nhìn thấy một thùng trà sữa trong tay kiều tân theo bản năng kinh hô ra tiếng tỏa tỏa học tỷ hồng ngưu của chị nam tôn học tỷ của chị đường cao tốc dinh dưỡng tôi cảm ơn Tưởng Nam Tôn tuy muốn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn chần chừ nhận lấy. Kiều Tân mang theo trà sữa còn lại, phân phát cho tất cả nhân viên công tác một chút. Hiện tại mặc dù là mùa xuân, nhưng thời tiết hôm nay có chút âm u. Uống một ly trà sữa cũng rất ấm áp. Triệu Tuấn Sinh nhìn trà sữa trong tay, sắc mặt thay đổi. Lúc này, Lý Quốc Đống và Chu Kiến Quốc cùng đi trở về. "À, bạn học Kiều Tân tốn kém rồi." chu kiến quốc vừa nhìn liền biết chuyện gì xảy ra cười nói cảm ơn ha ha không có việc gì hai vị lão sư mời kiều tân cầm một túi đồ uống đưa tới ha ha vừa lúc có chút buồn ngủ uống hồng ngưu chu kiến quốc cười ha hả cầm lấy một lon hồng ngưu nhưng cũng không uống lý quốc đóng lắc đầu tiện tay cầm một chai trà sữa đi thôi vào xem thử lý quốc đóng cầm trà sữa tiện tay nói có thể trực tiếp vào kiều tân có chút tò mò ừ lúc trước là vì bảo đảm một ít văn vật sẽ không bị hư hao hiện tại đã không có việc gì lý quốc đóng một bên cùng kiều tân giải thích một bên mang theo bốn người đi vào mộ thất triệu tuấn sinh ở một bên còn muốn nói chuyện lại bị chu kiến quốc kéo sang một bên còn không rõ chu kiến quốc nói một câu sắc mặt triệu tuấn sinh trở nên khó coi thở dài chu kiến quốc sâu kín nói Ngươi chí không ở đây, ta cũng không cưỡng cầu, đáng tiếc, con đường ngươi muốn đi, ngươi cũng không đi tốt." Triệu Tuấn Sinh vẻ mặt nghi hoặc. "Biết vì sao ta không ra mặt cho ngươi không?" Triệu Tuấn Sinh lắc đầu. "Bởi vì ngươi không đứng vững." Chu Kiến Quốc nói xong, đi về phía Di Chỉ. Triệu Tuấn Sinh chỉ để lại một người ngây ngốc đứng tại chỗ. Lý Quốc đóng mang theo bốn người đi vào Di Chỉ. Nói là Di Chỉ kỳ thật càng giống là kiến trúc ngầm. Di chỉ là nơi nằm sâu 2 mét dưới lòng đất. Cũng chính bởi vì như thế, cho nên mới không có bị phát hiện. Ngôi nhà phía trên chỉ là kiến trúc hiện đại, không có gì quan trọng. Đồ nội thất bên trong cái gì cũng đã được chuyển đi, dưới lòng đất bị đào ra một cái hố to. Vừa đi xuống bậc thang, Lý Quốc Đống vừa giới thiệu. Tầng nham thạch ở đây có thể nhìn ra được, nơi này từng xảy ra hồng thủy hoặc là bị nước nhấn chìm, lại xảy ra động đất nhà cửa liền bị chôn dưới lòng đất lão sư tô sướng tò mò hỏi sâu như vậy là làm sao phát hiện chủ nhà ở phía trên đỉnh đào giếng ở sân sau kết quả đào được cái này đi tới đấy chỉ vào sư tử đá trước cửa nói kiều tân tinh mắt vừa vặn nhìn thấy đỉnh đầu sư tử đá có một dấu vết mới cũng may chủ phòng phía trên cũng không có làm càng, nếu không sư tử đá này không thể không bị hủy hết chương này